Quý 1 năm nay, Lào Cai đã đón trên 2 triệu lượt du khách. Bước sang quý 2, hàng loạt các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao tiếp tục được các địa phương trong tỉnh tổ chức. Các sản phẩm du lịch của Lào Cai cũng không ngừng được làm mới với nhiều điểm nhấn, hứa hẹn mang lại các trải nghiệm thú vị cho du khách. Trên 300.000 gốc hồng đang bùng nở rực rỡ tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, rộng 50.000 m2 này đã mang lại những trải nghiệm vô cùng ấn tượng cho du khách có mặt tại đây. Hoa là rất là nhiều loại hoa và rất là đẹp, cho nên là rất là thích. 30 tháng 4 là năm nay là được nghỉ đến 5 ngày, thì chắc chắn các đoàn du lịch ra đây thì nếu như nở nhiều nữa thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều đoàn du lịch ra đây. Lễ hội Hoa Hồng lần thứ 5 được tổ chức bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 là sự kiện mở màn cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây tại Sapa. Dù đã thành thương hiệu, nhưng qua mỗi năm, lễ hội lại được làm mới với nhiều điểm nhấn, kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa bản địa và nét hiện đại. Lễ hội Hoa Hồng Phan Xipang 2024 sẽ kéo dài đến hết tháng 6 năm 2024 với nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc. Du khách sẽ được chứng kiến màn trình diễn tái hiện đám cưới của các dân tộc thiểu số như dân tộc Mông, Dao, Tày, Giấy, Sa Phó. Chúng tôi hy vọng với những chuỗi hoạt động hấp dẫn, thú vị kéo dài suốt 2 tháng hè, lễ hội Hoa Hồng Phan Xipang Legend sẽ góp phần thu hút khách đến với Sapa. Cùng với duy trì thực hiện các sản phẩm, sự kiện du lịch đã trở thành thương hiệu, ngành du lịch nghiên cứu tổ chức thương mại hóa sản phẩm văn hóa đã thí điểm như vũ điệu dưới trăng, thì thầm sương mây, nghiêng về bên nhau. Xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa mới tại các huyện Bắc Hà, Bát Sát, Bảo Yên và thành phố Lào Cai. Song song với đó là nâng cao chất lượng các dịch vụ để tạo sự hài lòng cho du khách. Nhà hàng, khách sạn cũng có những cái cam kết giảm giá cho khách và có những cái hãng xe vận chuyển như Interline là người ta đã miễn phí cho khách một chiều trong những cái dịp lễ này và cả một cái giai đoạn hè. Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh, do giá vé máy bay nội địa tăng cao cộng với sức hút của các tour du lịch quốc tế nên dịp nghỉ lễ tới đây sẽ có phần hạ nhiệt hơn. Hiện tại các khách sạn lớn tỷ lệ đặt phòng đạt khoảng gần 80%, các khách sạn nhỏ mới chỉ đạt khoảng 40%. Nỗ lực làm mới các sản phẩm du lịch đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ giúp Lào Cai thu hút thêm du khách, đạt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt du khách trong năm nay.